lời giới thiệu. Cuộc sống chung quanh chúng ta, mỗi giây phút, mỗi tình huống đều mang tính cách ngụ ngôn, những bài học không bao giờ cũ và dường như bất tận như dòng sông luôn cung cấp từng đợt sóng triền miên. Người biết nhìn và lắng nghe sẽ luôn cảm ơn, trân trọng từng câu chuyện ngụ ngôn trong tập sách này. Với tấm lòng của tác giả, mượn chút duyên văn tự gửi gắm lời tâm sự, tác giả cũng chính là độc giả, người của muôn đời đều có nỗi niềm như nhau. Trên hết là ý thức đạo lý chỉ hướng cho thuyền đời. Nếu có được đôi phần lợi ích, xin hồi hướng cho nhân sinh cùng hưởng. Viên Chiếu, mùa an cư năm 2009, Như Đức. Lời ngỏ. Cách đây 3 năm, ban biên tập báo Giác Ngộ đề nghị tôi kể các câu chuyện cổ kèm theo lời bình để đưa vào một chuyện đạo, chuyện đời nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu giáo pháp, giúp bạn đọc cùng chia sẻ đạo lý một cách nhẹ nhàng. Tôi đã cố gắng thực hiện, dù không phải là sở trường chuyên môn của mình, những câu chuyện bình thuật ấy đến giờ đã khá nhiều. Thể theo yêu cầu của độc giả, thân hữu, tôi gom tất cả mớ truyện này kết tập thành sách, xếp loại là ngụ ngôn Phật giáo. Trong truyện hoàn toàn không có hình, nhưng do bạn đọc cứ đòi phải kèm hình minh họa, tôi đành chịu ý, sáng trổ hết tài vẽ gà ra vịt của mình và săn tìm thêm trong clip art, nguệch ngoạc ít hình để đáp ứng, mong làm vui lòng người xem. Xin chân thành cảm ơn từng chai thuốc Sittens, từng hộp mực nhỏ, từng lời động viên cổ vũ, từ sự hỗ trợ âm thầm của cô Nguyễn Tâm, Diệu Ngọc, Diệu Ân, Minh Trung, Diệu Trung, Diệu Quang. Nghĩa tình của chư vị thật trân quý vì đã giúp tôi có được đôi mắt sáng, sức khỏe và phương tiện để viết dịch. Hy vọng tập truyện này có thể giúp bạn đọc thư giãn, vơi bớt buồn phiền trong cuộc sống. Xin hãy tha lỗi cho những lời bình vụng về, cũng như mọi sai sót của tôi. Rất cảm ơn. Mùa hạ, ngày 1 tháng 6 năm 2009, Hạnh Đoan. Thuật dạy người của lão lái đò. Có một quốc vương cho hoàng tử đi du lịch bằng thuyền. Ông dẫn con ra biển. Hoàng tử nhìn thấy biển rộng mênh mông, mà thuyền thì nhỏ xíu, nên đâm sợ, nắm cứng áo cha, nhất quyết không bước lên thuyền. Vua dỗ dành cách nào, hoàng tử cũng không nghe. Càng ra sức kéo con lên thuyền, thì hoàng tử càng trì lại. Cuối cùng vua phải bế xốc cậu ném lên thuyền. Hoàng tử giãy giụa khóc to, lầm ầm, khiến thuyền chồng chành lắc lư tợn. Vua bóp trán suy nghĩ mãi, mà chẳng nghĩ ra cách chiêu an cậu bé. Lão trèo đò thấy thế thưa, nếu bệ hạ muốn hoàng tử nghe theo, xin hãy giao cho thần, thần có cách giúp ngài. Nhưng bệ hạ phải chấp nhận cho hoàng tử nếm chút khổ và đừng can thiệp vào. Vua ưng thuận, giao lái đò dạy hoàng tử. Nhanh như chớp, lão lái đò bồng hoàng tử ném thẳng xuống biển. Hoàng tử ngó cha la thất thanh, vừa giãy đạp, vừa kêu cứu. Lão lái đò chẳng thèm đếm xỉa tới. Đợi hoàng tử kêu mệt, đuối sức, buông xuôi, lão mới nhảy xuống vớt cậu lên, cho thay y phục, quấn chăn bông, ngồi phơi nắng ở đầu thuyền. Lúc này hoàng tử hết còn làm dữ, ngồi im ru. Bấy giờ lão chèo đò ôn tồn nói, thuyền tuy nhỏ, song được ở trên thuyền vẫn tốt hơn. Hoàng tử hãy ngồi sưởi ấm nhé, để lão bảo gia nhân dâng cháo nóng cho ngài ăn. Hoàng tử ngồi trước thuyền, lim dim mắt ra vẻ hài lòng. Vua thấy con thay đổi, bảo lái đò, cách thức của lão vậy là sao? Lão chèo đò thưa, chỉ có những ai từng trải qua hoạn nạn mới biết trân trọng và hiểu giá trị của bình an. Hoàng tử thân phận tôn quý, chưa từng nếm mùi khổ, do quen được nuông chiều, muốn gì được đó, nên tánh khí kiêu mạn khó uống. Lão ném cậu vào biển cho biết mùi khổ, thì yêu cầu tất nhiên phải hạ thấp. Giờ cậu đã hiểu ở trên thuyền là sướng, có được chén cháo nóng lót lòng trong lúc này là mỹ vị ngon nhất trên đời. Thế nên thưa đại vương, nếu ngài muốn đào luyện hoàng tử thành bậc kỳ tài vĩ đại,
thì phải để hoàng tử trải qua vài khổ nạn. Đấy là phương pháp đào luyện tốt nhất đấy ạ. Kể theo Nhân sinh chân vị của Lâm Thanh Huyền. Bài học đạo lý. Hình như thuật dạy người này không dành riêng cho các bậc con vua cháu chúa, mà dành cho tất cả phàm nhân chúng ta. Đành là khổ không đem tới hạnh phúc, không dễ chịu, nhưng là phương thuốc đào luyện con người kỳ diệu nhất. Nếu ta đi tới đâu cũng được hoan nghênh, đón chào, được bước trên đường lót thảm nhung, trải đầy hoa hồng, thì chắc chắn ta cũng biến thành hoàng tử kiêu căng khó dạy. Nhưng may mắn thay, khổ đau và hạnh phúc luôn được chia đồng cho mọi người. Kẻ chưa nếm khổ chẳng phải là không bao giờ nếm, mà là họ sẽ nếm sau. Hương vị khổ đau rất khó ưa, khó nuốt. Song, nó bào mòn kiêu khí, bồi thêm sức chịu đựng, giúp con người trưởng thành hơn. Trong cuộc đời, những khi giao tiếp, ta rất ngại thân cận với những người quen được nuông chiều, quen sống nhung gấm lụa là. Không phải vô lý khi người ta ví von gần vua như gần hổ. Tại sao vua được ví như hổ? Bởi vì vua quen được nuông chiều, vua thường chịu đựng rất dở, không kham nổi tí trái ý. Vua muốn là trời muốn, nhưng trời còn hiền hơn vua. Nếu trời mưa hay nắng, người thích thì mừng, không ưa thì trách. Thậm chí trời còn bị nhân gian rủa là không có mắt. Vào những khi họ bất bình, phẫn uất, rủa trời dễ, vì trời làm thinh, còn vua thì không. Vua có quyền trong tay, trái ý là trảm, là hạ ngục, đóng gông liền, bất kể đối phương đúng hay sai. Nếu đời ta toàn gấm nhung không, cho dẫu thiếu gấm nhung mà cuộc sống luôn được nuông chiều, thì ta cũng là vua. Một vị vua không ngai sẽ có tính cách dữ như hổ, bởi ta sẵn sàng giáng đòn xuống đối phương, bùng hết oai lực mình đang có bằng những ngôn từ, hành vi, tư tưởng thịnh nộ cực kỳ. Mà nếu ta hành xử như vậy, thì dù tuổi già hay trẻ, ta vẫn mãi là một kẻ chưa thành nhân và ấu trĩ, hệt như hoàng tử trong chuyện. Những bậc vĩ nhân đều trưởng thành trong cảnh khổ. Những danh hài đem đến nụ cười cho nhân gian thường thú nhận rằng họ làm được như vậy vì họ từng nếm khổ đau nhiều. Ai từng khổ mà không muốn người ta khổ như mình? Nghĩa là sau khi chạm trán với bao giông gió, bao khổ đau mài luyện của cuộc đời mà có được trí tuệ sắc bén, đức khiêm cung, lòng nhẫn nhịn giỏi và trái tim từ ái bất tuyệt thì họ đã trưởng thành. Có thể gọi là kỳ nhân vì họ biết biến những khổ đau của mình thành kinh nghiệm bôi xóa bất hạnh cho kẻ khác. Khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Danh ngôn thực sự là thánh hay phàm, khác nhau ở phong cách đón khổ mà thôi. Ha ha ha,